một người nữ quân đông hay sang sang được và chỉ huy toàn quân chống giặc với danh hiệu bình ngô bảo tướng quân. Với tài cầm quân, bà ngăn chặn bước tiến của quân đông hay, khiến cho quân đông hay thất thủ không chiếm được thành Dâu Chữ. Dù đông hay ngay tên liền cho quân tiếp diện với một chữ dùng mưu.